Chào mừng anh em đến với kênh Đam mê Năng lượng để trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra. Hôm nay thì đến với câu hỏi đầu tiên của một anh ơi, cho em hỏi, em dùng sạc MBT40A mà dòng sạc xuống ắc quy mới chỉ 25A, mà sao em sờ vào chỗ điểm nối từ sạc xuống bình thấy ấm ấm là sao vậy anh? Em dùng dây DC 4.0, có cần thay dây to hơn không anh? Cảm ơn anh. Nếu mà anh sờ vào dây mà anh cảm thấy nó ấm và nóng thì anh cũng có thể là thay dây to hơn, hoặc là anh nhập đôi dây. Anh đi cái dây đôi á, nếu mà bây giờ mua dây mà dây lớn hơn thì bỏ nó cũng phí uổng ha. Thì bây giờ anh thêm cái cọng dây AC cũng được, thì anh cắt một cái cọng dây. Bây giờ cái cọng dây anh đang đi từ cái sạc xuống cái bình ắc quy đúng không, mà anh cảm thấy nó hơi nóng, thì bây giờ nếu mà thay dây to hơn nó tốn quá ha. Bây giờ nếu mà anh mua thêm cái cọng dây AC thôi, cọng dây nhỏ cũng được ha, cọng dây nhỏ thôi mình chập đôi, nhưng mà lưu ý anh cắt cái cọng dây cho nó bằng cái cọng dây anh đang từ cái sạc xuống đến ắc quy nha, phải cắt bằng nhau, so bằng sao. Ví dụ cọng dây anh đang sử dụng là 5 5 tấc đúng không, thì anh cắt cái cọng dây sao phải 5 tấc đúng, thì anh chập đôi lại ha, tăng thêm lên. Ví dụ dây 4 chấm bây giờ nó hơi nóng thì bây giờ mình tăng thêm cái cọng dây AC cũng được, thêm một hai chấm được, là tổng cộng vô là 5 6 chấm gì đó, thì nó sẽ hạn chế cái nóng để nó truyền tải cái dòng điện từ cái con sạc đến cái bình ắc quy nó tốt hơn ha. Đó, cái hiện tượng cái dạng như cũng quá tải cái đường dây thì nó dẫn đến là nó bị ấm lên hoặc là nó nóng đó ha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh bằng cái cách là để bây giờ khắc phục là mình chập thêm dây vô, mình dây đôi đó, nhưng mà không cần nhất thiết phải dây thay dây to hơn, nó cũng hơi tốn tiền. Nếu mà mình có tiền mình thay dây to hơn thì nó an toàn rồi, nhưng mà tôi thấy nó không cần thiết, tại vì nó chỉ mới là hơi ấm thôi, nên cái này mình chấp thêm một cái cọng dây AC cũng được đó ha. Đó, chấp vô. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là mình phải cắt cái cọng dây, nó cái độ dài nó phải bằng với cọng dây mình đang sử dụng từ sạc đến bình nữa ha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh. Chào anh ạ, em có một thắc mắc muốn hỏi anh ạ. Em có một ắc quy 12V 12A mới mua và bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 18V 30W. Nếu em để ở chế độ B01 của điều khiển sạc năng lượng mặt trời thì khi trưa nắng điện áp lên 13.7 đến 14 chấm thì vạch pin mới đầy, còn bình thường ở mức 12.8 thì pin chỉ nằm ở vạch 3 mức pin. Còn nếu em chuyển sang chế độ sạc B02 thì bình hiện ở mức 12.8V báo đầy và tấm pin không cho sạc nữa là sao ạ? Mong được anh giải thích ạ. Chắc có lẽ anh đang sử dụng cái con sạc này đúng không? Thì ở đây nè, anh thấy là đây nè, battery nè, đây nè ha. Ví dụ đây là, đây nè, B01 ha, cho cái bình axit chì là 14.3V. Đó, nếu mà anh sạc cho bình ắc quy thì anh chọn là B01 nha. Còn cái B02 này á, nếu mà anh chọn cái B02 cho cái pin lithium, là cái pin pin lithium, pin ion 3S á. Cái pin này pin 3S nối tiếp ha, 3 sợi pin 3,7V nối tiếp lên thì cái điện áp nó nằm là cao nhất là 12.7V thôi. Nếu mà anh chuyển sang cái B02 á, thì nó chỉ nằm là 12.7, 12.8V đổ lại thôi, chứ nó không hơn nữa. Thì nó báo ở trên đây là những cái màn hình, cái biểu tiện này là nó hiển thị để cho mình tham khảo thôi. Ví dụ như mình chọn B02 thì cái điện áp đầy của nó cao nhất là 12.7V thì bắt buộc cái hình pin trên đây nó hiển thị phải đầy rồi, đúng không? Đó, còn ví dụ như B03 ở đây cho pin Li BO4 là nó cái điện áp cao nhất là 14.6V, 14.6V, cái pin Li BO4 là pin 4S á, cell pin 3.2V ghép nối tiếp lên 4 cell. Đó, pin 4S ha. Còn đặc biệt là ở đây á, cái pin lithium ion nè, 12.7V là cao nhất của nó, thì hả cái mức nào cao nhất thì nó phải hiển thị cái hình cái bình ắc quy nó phải đầy pin rồi. Đó, nó đầy điện ha, nó ba vạch nó đầy hết các vạch. Đó, vậy nên cái này anh phải chọn lại B01 nha. B01 thì mình cũng nó hiển thị lên 10 13 chấm mấy 14 chấm là ok đúng rồi. Còn anh muốn mà muốn cài đặt cái app lên 10 10 15V cũng được, nhưng mà thôi sạc những cái pin nhỏ nhỏ vậy để cái chừng 10 10 14 chấm đổ lại cũng được, hoặc 14.2 cũng được rồi. Nhưng mà anh lên chuyển lại nha, anh chuyển lại cái B01 nha, chứ không nên để cái B02 nha. Đó, cái B02 là dành riêng cho cái pin lithium ion ha. Đó, muốn để B02 cũng được, nhưng mình phải biết sử dụng, mình nâng cái áp lên 13 14V nè, 14V mấy á, chứ mình không nâng cái áp lên đã, cái sạc nó mặc định sẵn ở trong đây là B01, B02, B03. Đó, nó sẵn, nó mặc định sẵn cái áp này rồi. Nếu mà anh không rành về bên á, cái sạc này mà nâng áp lên nâng áp xuống á, thì thôi chọn B01 cho nó chắc ăn ha.
Đó, còn nếu mà những người rành á, nhằm khi người ta chọn, người ta sạc pin ắc quy mà người ta không chọn pin sạc pin quy, mình ta sạc pin lithium. Đó, người ta vô đây cái người ta chọn cái B02 nhưng mà người ta biết cái người ta nâng áp lên, người ta cài đặt cái áp lên cao. Đó vậy á, còn nếu mà anh em chỉ cần là nếu mà sạc pin thì để B01 là ok. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé. Xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo câu hỏi đến từ một anh ơi cho em hỏi. Em sử dụng dây DC 4.0 mm để câu 10 bình 10 ắc quy Yamato lên 24V như của anh làm lúc trước được không ạ? Em cảm ơn anh nhiều. Dạ được anh ạ. Dây DC 4 chấm á, theo cái thông tin á, tôi biết được là nó chịu dòng tối đa 40 54A. Đó 54A. Thì anh dùng những cái sợi dây DC 4 chấm anh câu vừa câu nối tiếp vừa câu song song cho cái hệ bình Yamato liên hệ 24V. Ok nha, được, rất tốt. Dây DC dây cáp mà mềm dễ làm á, nó chịu dòng rất là cao. Đó, được nha anh, được. Đó, nhưng mà anh lưu ý ở đây, khi mà anh cắt dây á thì anh đòi hỏi cái độ đồng đều dây của mình á nó phải là đồng đều chính xác cao nha. Chứ tránh cắt dây mà nó trên là cộng dài cộng dắn á thì nó không hay cho lắm nha. Đó. Hay nếu mà cộng dài cộng dắn thì dẫn đến được, nhưng mà dẫn đến nó xả cái bình thì cái ít cái nhiều nói chung nó không có đồng đều. Tốt nhất thì mình làm dây mình cắt á, mình phân bố dây ra cho nó đều đều với nhau hết, cộng nào nó đồng đều với nhau hết là ok, tuyệt vời hết. Rồi, được nha anh. Đó, dây DC 4 chấm á thì nó chịu dòng tới 54A. Đó thì cái thông tin đó tôi biết được là 54A, nhưng mà không biết thì nó có chịu nổi 54A không, nhưng mà chắc bảo đảm đối với cái câu bình vừa song song vừa nối tiếp thì 24V nó mỗi một cọng dây nên nó chịu là 30A thôi là cũng đủ rồi. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha. Được nha anh, tốt. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Theo câu hỏi đến từ một anh ơi cho hỏi quà lưới không bám tải khi mình lắp pin năng lượng mặt trời nhiều hơn số watt mình sử dụng thì công tơ sẽ quay nhiều, mình sẽ đóng tiền điện nhiều hơn. Vậy quà lưới có bám tải quà lưới có bám tải có giải quyết được vụ này không, hoặc có loại quà lưới nào mà công tơ không quay không, mong được trả lời sớm ạ. Cái vấn đề mà nói về bên quà lưới ấy, thì tôi không chuyên cho lắm nha. Tôi không chuyên sâu lắm, nhưng mà nói về bên cái quà lưới mà có bám tải, hình như là cái quà lưới có bám tải á nó có cái cảm biến dòng, khi mà mình sử dụng cái lượng điện mình do cái pin nó tạo ra không hết á thì nó sẽ nạp, nó chuyển sang nạp bình ắc quy ha. Đó, nó không có chạy lên lưới nha. Đó, nó không có chạy lên lưới. Đó, theo cái thông tin tôi biết được vậy, nhưng mà cái này thì anh cần tìm hiểu thêm. Đó, thì qua nội dung trong cái câu hỏi này thì nếu mà anh em nào đã sử dụng những cái quà lưới bám tải rồi thì hãy cho tôi và anh cùng biết cái rõ cái thông tin là cái quà lưới bám tải á nó có cái khắc phục được cái sự mà cái điện dư thừa do pin nó tạo ra đó như thế nào, có phải là nó có cái cảm biến dòng để khi mà cái pin nó tạo ra một lượng điện quá nhiều mà mình không có sử dụng hết, tránh nó chạy lên lưới, thì nó có phải là chuyển sang để nạp vào cái hệ thống lưu trữ hay không? Đó thì anh em nào đã xem qua hoặc là biết cái bên chuyên sâu này cho tôi và anh cùng biết ha. Đó, tại vì nói giờ liên quan đến cái quà lưới á, thì tôi cũng biết nhưng mà biết ít thôi chứ không có biết nhiều nữa, không có chuyên sâu gì bên này cho lắm, nên tôi thật ra tôi có ít ít khi lắm, ít khi không bao giờ là tôi tìm hiểu về bên những cái hệ quà lưới này, nhưng mà theo cái thông tin tôi nắm được như vậy. Còn chính xác hơn nữa thì anh em nào đã biết qua thì hãy để lại cái thông tin comment cho tôi và anh cùng biết với nha. Rồi, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một bạn. Thì bạn có viết comment như thế này: cháu mới lắp tấm pin 200W sạc 30A, cài sạc 14.4V nhưng xài vài bữa thì hai bình Yamato bị phồng, mong chú chỉ cách khắc phục. 200W pin sạc cho hai cái bình Yamato, cái điện áp sạc 14.4V mà hai cái bình nó bị phồng, mà phồng mặt nào? Ở đây nè bạn. Thì mặt trước và mặt hông của bình, những cái bình Yamato này ha. Đây. Thì đây là cái mặt trước, cái mặt mặt trước của bình Yamato, đây là cái mặt rộng ha, mặt trước đây thì nó phẳng nha, nó phẳng từ 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 cái lúc mua tới bây giờ tôi đã sử dụng qua rất nhiều, bây giờ bình nó nóng như lắm nha, sạc bây giờ đó, lúc bây giờ tôi làm video là 1 giờ rưỡi trưa hôm nay bình nóng đó. Bình rất là nóng rồi, nóng lắm đó. Riêng cái mặt rộng của bình này nè, mặt trước của bình thì nó không phù, nhưng mà riêng đó cái mặt hông của bình, cái mặt hẹp của bình thì nó lại bị phù, nó phù ngay cái từ đầu tôi mới lắp vào là xài vài bữa nó đã bị phù rồi, đến bây giờ đây. Để tôi quay sang cái máy này vậy thì không thấy, nhưng mà cảm giác phù á. Nếu mà cái mình nhìn á, mình nhìn qua cái camera tôi quay á, thì không thể nào anh em mà có cái sự mà thấy rõ được.
cái bình nó phù như thế nào đâu, nhưng mà tôi nói em là nó đã bị phù, nó mo phù mò hai mặt luôn, mặt nào cũng vậy hết, chứ mặt hông mặt hẹp của bình á, cái nào cũng vậy, cái nào cũng như cái nấy hết đó, cái nào cũng vậy. Còn cái mặt rộng của bình, cái mặt trước của bình thì không có nha. Tám cái của tôi là mặt mặt hông của bình, mặt hẹp của bình là phù hết, cái nào cũng vậy, hai mặt hẹp của bình á là phù hết, nhưng mà đặc biệt cái mặt trước, cái mặt rộng của bình á thì nó không phù đó. Thì không biết là cái bình của bạn phù mặt nào đó, chắc tôi nghĩ là cái phù cái mặt hẹp của bình đúng không, mặt hông của bình thì cái đó là chuyện bình thường rồi đó ha. Đối với cái điện áp 10 cái 14.4V mà đâu có gì đâu, đó không có gì đó. Ở đây nè, thấy không, bình Yamato ngày nào cũng vậy, duy trì 15V, 15.2, 47 nó lệch áp vậy á, hỏi công nó tiếp nó lúc nào cũng lệch áp vậy đó. Nó có khi cái bên đây nó cao áp bên đây, có khi cái bên đây nó cao áp bên đây, nó vậy tối ngày á. Cái áp nó duy trì lúc tầm khoảng chừng 11 giờ đến chiều luôn, bây giờ mới 1 giờ 30 thôi, đến chiều ngày nào cũng như ngày đó, miền Nam nắng tốt bên Nam mà điện nó đang dư, ngày nào cũng vậy, cái hệ thống điện tôi nó dư nha, dư nhiều lắm. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng bạn, thì bạn kiểm tra lại xem nếu mà phù cái mặt lớn của bình á, cái mặt trước của bình thì cái này thì phải phải xem kỹ lại nha ha. Còn nếu mà phù cái mặt hông của bình á, mặt hẹp của bình á, thì cái đó là chuyện bình thường, thì nói chung cái nào nó cũng phù hết, ngay cả những cái bình khác á, cái bình cái động bình khác cũng phù, tất cả dòng này bình nào cũng phù, tôi xài bình hồi xưa giờ chuyên môn phù mặt hông không, còn cái mặt trước bình nó không phù, cái mặt rộng bình nó không phù, phù mặt hông của bình á, cái đó là tất nhiên rồi, bình sử dụng vài bữa nạp qua vài lần là phù mặt hông hết đó, cái nào cũng như cái nấy, chục cái trăm cái đều phù mặt hông hết. Qua camera thì có thể là anh em á và bạn không thấy rõ đâu, nhưng mà ở ngoài thì thấy rõ, nó phù nó mo 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 nhẹ thôi nha, tại tôi ra dấu nó mo vậy, nó hơi nặng á nhưng mà mo nhẹ, nó mo mo vậy nè, nó mo mo ở giữa đây là cái phù nề, cái đỉnh nó phù nề như vậy đó, cái nào cũng vậy hết trong ngoài rồi đó, phù mấy mặt này à. Còn riêng cái mặt rộng của bình, mặt trước của bình thì không 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 phù đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng bạn nha, nếu mà bình của bạn bị phù cái mặt hông, mặt hẹp của bình á, thì không có vấn đề gì nha, bạn cứ yên tâm mà sử dụng nha. Khi nào mà phù cái mặt 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 trước của bình đó, mặt lớn của bình đó, thì cái lúc đó mình cái càng quan tâm. Nếu mà nó phù mặt lớn của bình đó, thì bạn hãy tiếp tục để cái thông tin ở dưới phần bình luận của video này ha. Đó, còn nếu mà nó phù cái mặt hẹp của bình này mà không, là chuyện bình thường thôi. Đó. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nha. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh. Anh ơi, sao 6 bình Yamato em sạc 350W từ sáng tới chiều mà khi xả 10A chỉ được 5 tiếng, xin anh chị giúp em, cảm ơn anh. À, không biết là 6 cái bình Yamato của anh á, bình mới hay bình cũ đó, và anh 350W pin đúng không? Không biết là anh sạc từ sáng tới chiều mà anh có sạc nó có no cái bình hay không, cái bình nó nằm cái điện áp bao nhiêu, có thật sự là no bình hay không đó ha. Tại vì anh xả ra với cái dòng 10A mà chỉ được có 5 tiếng là hết pin hay sao anh? Đó, tại vì cái thông tin anh nêu ra còn thiếu rất nhiều. Thì nếu mà anh xả với cái dòng 10A mà xả ra 5 tiếng thì nó rơi vào tầm khoảng 50A. 50A, bình này 12V đúng không? Thì nó tầm khoảng 600W điện, trên dưới 600W nha. Đó, nó khoảng 600W điện. Đó. Nhưng mà anh phải biết cái áp bình của anh, bình mới hay là bình cũ. Nếu mà bình yếu rồi, bình không còn cầm điện nữa, 6 cái nó chỉ còn lưu được khoảng 700-800W điện mà thôi, ví dụ là vậy ha. Đó, thì anh chỉ xả được chừng đó mà thôi. Còn cái vấn đề pin ở đây á, 350W mà anh sạc cả ngày trời, ví dụ như cái pin anh nó đã yếu rồi, nó không có trữ điện được bao nhiêu, thì 350W pin nó chỉ sạc một vài tiếng đồng hồ nó đã đầy pin rồi, nên cái hệ thống sạc, cái ông sạc nó đã ngắt rồi, nó không sạc vào pin nữa, là vậy ha. Đó, thì cái này nó có nhiều nguyên nhân lắm anh, nó có nhiều nguyên nhân, tôi mà nói ha, tôi nói hết cái nguyên nhân là tôi nói tới chiều cũng hết nó, thật sự đó. Cái điện năng lượng mặt trời này nó cũng tùy theo pin á, thì anh phải xem lại cái hệ pin anh á. Trước nhất á, thì cái bề mặt pin của anh á phải sạch, sạch sẽ. Cái thứ hai nữa là cái đường truyền từ cái pin năng lượng mặt trời của anh á xuống đến cái con điều khiển sạc, coi coi nó có bị lỗi chỗ nào hay không, ngay chỗ dắt mình phải kiểm tra lại, sờ vào các cái tiếp điện dắt MC4 ở chỗ, ngay cả cái đường dây nữa mình phải sờ vào ngay thời điểm nắng tốt ở dòng cao, coi nó có bị nóng hay không đó. Dây đối với 350 pin chắc anh sạc bên hệ 12V đúng không, tại vì anh không có nêu ra hệ hay là áp pin, thật sự là tôi khó chia sẻ để ngắn gọn lắm, cái này đây tôi trình bày nó hơi dài để anh tham khảo mà thôi, chứ tôi không có trả lời là tại sao là như vậy đó, tại sao mà 6 bình Yamato mà 350 pin mà sạc một ngày mà xả ra có được 50A, tôi không có trả lời được, nhưng mà tôi phải nói lên nó dài dòng để chia sẻ cùng anh, để tham khảo mà anh kiểm tra là cái hệ điện của anh thôi, bề pin, cái bề mặt pin phải sạc
đó, trên cả cái đường truyền từ cái jack MC4 đến cái con điều khiển sạc. Bây giờ nếu mà 350 pin anh đi dây tối thiểu dây 4 chấm, đây dây 4 chấm là đẹp nhất ha. Dây 4 chấm cái độ dài dây phải 8 mét đổ lại, và ngay chỗ cái tiếp điện, cái ngay chỗ cái con sạc phải đảm bảo cái nối đường truyền dây điện lâu lâu á. Thầy này kiểm tra lại mấy chỗ này, lúc trưa đầy nắng có bị nóng hay không, cái điện bỏ một chút để là mình tút ra mình làm mới lại, mình đưa vô mình siết chặt ra lại ngay cái đường truyền từ cái dây từ sạc xuống cái hệ bình của anh tầm khoảng 5 tấc, mà dây to hơn dây phải 6 chấm đổ lên ha, cũng phải rờ giờ có bị nóng không, cái đường truyền nó có tốt hay không. Nhầm khi anh em lắp bao trong quách pin mà nó không đạt được sức để vô đường truyền, nó không ăn điện đó, nó lỏng lơ lỏng lẻo chỗ nào đó thì thật ra thì nó cũng như không, mà nó không có thu về được biến điện nào hết trơn. Và quan trọng cái đường truyền nữa ha, đó pin mình làm sạch sẽ, kiểm tra lại cái đường truyền và kiểm tra lại không biết cái pin của anh là pin mới pin cũ, mà sau khi sạc cả ngày rồi cái áp pin của anh nó nằm được bao nhiêu đó ha. Ví dụ như sau khi sạc là pin anh mà pin mới á, 6 cái pin mà pin mới nha, sạc từ sáng đến chiều ha, nó nằm cái áp cỡ chừng 13.2 đến 13.5V, nó thật sự ra 6 cái pin nó tích trữ là khoảng trên 1,5 kW điện nha. Đó, gần 1,8 kW điện, nhưng mà tính trên 1,5 kW điện thôi. Tính là nếu mà anh xả với cái dòng 10A, nếu mà anh xả với cái dòng 10A thì anh phải xả trên trên 100A. Đó ha, nếu mà xả dòng 10A mình phải anh phải xả trên 10 tiếng nó mới hết cái lượng điện trong cái bình 6 cái bình đó, là bình mới nha, sạc phải đầy. Bình mới sạc từ sáng đến chiều cái áp pin nó nằm khoảng 13.5V thì anh xả khoảng được là cái dòng anh xả 10A và anh xả là khoảng trên trên 10 10 tiếng đồng hồ nó mới hết điện trong cái bình đó. Thì tôi chỉ nêu lên vài thông tin để anh tham khảo vậy thôi, chứ thật ra cái này cũng tùy theo, không biết là cái bình mà anh bình mới bình cũ rồi, không biết là anh sạc cái áp pin nó nằm bao nhiêu, nó có no hay không, ở ngay cả cái đường truyền cái này kia, nói chung là nó đủ cái nguyên nhân mà để mà nó gây ra nó không có đạt cái hiệu suất cái hệ bình của mình lắm anh à. Đó nên tôi không có nắm rõ được cái phần này, nên tôi nãy giờ tôi chỉ dài dòng nói lên những cái gì để anh nắm được và anh kiểm tra lại xem bình anh bình mới bình cũ, đường truyền đường dây điện mày bạc pin đó ha. Rồi chỉ qua vài thông tin thôi, chia sẻ cùng anh tham khảo thôi nhé, xin cảm ơn anh nhiều. Theo là câu hỏi đến từ một anh viết khá là dài. Anh ơi, em chạy hybrid 3 kW bạn đủ em dùng bình 24 đến 132A, pin sắt 3,2V thì em cài đặt chế độ sạc pin 25 đến 30V, thì trong kit có để được chế độ 29V đến full, chắc là 30V nè anh. Theo anh nên để nó sạc full hay để mức 29V thì tốt nhất ạ? Và em sử dụng pin mono 100W 6 tấm ghép hệ vừa nối tiếp song song miền Bắc, thì vào thời điểm vào thời tiết 38 độ C có lúc 12 giờ mới đạt 560, có lúc hơn 600W, còn đâu đó chỉ mức liên tục khoảng 460 là nhiều, vậy có đạt không anh? Em lắp cố định mái nhà, có lắp chữ L cao khoảng 15 cm để thoáng cho gió nó lùa. Rồi, trước hết thì cái nếu mà anh sử dụng cái pin Live 4 á, 3,2V, pin 8S ha. Nếu anh để chỉ 29V thôi nha, để cao quá thì nó cái mạch sạc xả trong cái pin nó bị ngắt mạch nè. Đó, nó không hay nha. Anh để khoảng hai cái 29V đổ lại được rồi ha. Hoặc là 28.6 là đẹp nhất nha. Đó chứ không nên để 30V nha. Đó. Tại vì cái pin 3.2V nó cũng phải theo cái mạch sạc xả, nó cái áp trên cái mạch sạc xả như là nó chỉ cho phép hệ 24 là tối đa khoảng chừng 28.6 hoặc là 29V đổ lại thôi. Anh cài đặt là 29.6V là phù hợp nhất cho cái pin pin Live 4 ha, pin 3.2V nha. Đó, pin 8S đó. Đó. Rồi, tiếp theo nữa nào. Tại vì cái comment anh viết quá dài, tôi phải xem lại, mà tôi đọc qua rồi tôi cũng quên nữa rồi. Cái vấn đề mà cài áp sạc á thì để là 28.5 là được anh, 28.5 và 28.6 trở lại thôi nha. Để cao quá thì cái mạch sạc xả nó sẽ đóng ngắt, nó mệt lắm, không được. Đó. Rồi 6 tấm pin 600 watt pin. Rồi 600 watt pin. Lúc mà đạt thì 560, có lúc hơn 600. Lúc đạt đỉnh thì đó, ok, tốt nha. Còn lúc mà trung bình là 460, đúng rồi anh ạ. Đó, như vậy là tốt, đạt rồi anh ạ. Đó, tôi đây cũng vậy nè. Tại vì pin tôi là pin điều hướng, mà đặc biệt nữa, tôi dùng cái thùng quê thoáng mát. Tôi lắp pin thì anh em đã thấy rồi. Đó, pin tôi cái độ thông thoáng nó cao. Đó, nên nó phải là, cái pin của tôi nó là đạt hiệu suất hơn của anh em, mà có thể là hơn một chút đó ha.
Còn trung bình liên tục là 460, như vậy là đã đạt rồi anh. Đó, pin nó đạt ở chừng 70-80, tối đa là 90%. Là quá tuyệt vời rồi, có lúc mà nó đạt 560 đến 600 nó đạt trên 100%. 100% là cái đó chỉ đạt thoáng qua thôi. Nó đạt cái lúc mà cái dạng như đạt thoáng qua. Đạt thoáng qua tất nhiên là trời ổng đang có cục mây che, bởi vì trời đang mát phải không? Cái ổng thực nắng lên cái điện này nó chạy vào nó tăng lên trên 100%. Nó chỉ diễn ra trong vài ba giây mà thôi ha. Còn trung bình là 400 mấy, 500, nó dao động vậy, 500 mấy đổ lại nó dao động vậy, vậy tùy theo ha. Đó, như vậy là cái hệ của anh là đạt rồi. Nhưng mà cái ở đây á, tôi thấy là cái quan trọng nhất là cái áp sạc. Cái áp sạc anh phải để thấp xuống một chút, 28.6 đến 29V là được rồi, không nên để 30V. Tại vì tôi có trải nghiệm qua rồi, pin 8S. Cái con này á, cái con của tôi nè, tích hợp sạc 30V, cài áp cái không được nha, nó không có nút kiểm áp. 30V tôi sạc cái pin á, 8S đó, nó chỉ ngừng ở 20, hình như là 28.5 thôi. Lên nữa, khi mà sạc qua nó nữa rồi á, thì hình như là nó đã kích hoạt nó thông luôn, nó thông mạch luôn. Nó thông luôn cái mạch sạc xả luôn, nó không còn gì hết, nó lên tới 3 mấy V luôn, nó theo cái áp tấm pin luôn. Đó, nên anh cái vấn đề này anh nên hạ cái áp xuống chút nha. Nếu bởi bình ắc quy thì mình để 30V không có vấn đề gì. Đây tôi để bình ắc quy sạc hệ 24 là 30V gì. Còn cái pin đó nó lệ thuộc có cái nó lệ thuộc cái mạch sạc xả nó có tích hợp cái áp ở rộng đó. Đó, nên mình phải theo cái áp đó, chứ không phải là mình muốn cài như mình cài, nên mình theo cái áp của trong cái mạch sạc xả của cái khối pin đó, đi theo khối pin đó thì là 28.5 là ok nha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha, xin cảm ơn anh nhiều. Theo là câu hỏi đến từ một bạn, áp sạc cho đầy bình 12V, bình nước là bao nhiêu vậy chú? Cảm ơn chú. 14.2V bạn, bình nước bạn chỉ để là 14.2V đổ lại thôi nha, hoặc là 14V là đẹp nhất nha, không nên để cao quá nha. Đó, bình nước cái áp nó chỉ là 14.2V đổ lại thôi. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng bạn nha. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh cho em hỏi, tấm pin 450W có điện áp trên 40V thì điều khiển sạc 12/24V màu xanh có dùng được không ạ? Em cảm ơn anh ạ. Dạ được anh ạ. Dạ được ha. Đó được, nếu mà anh sạc pin hệ 12V hoặc là 24V thì anh có thể là dùng những cái con sạc màu xanh thường này đúng không? Đó, anh sạc pin hệ 12V được, 24V được, nhưng mà nó không có hay bằng mình sử dụng những cái con sạc MBT, cái loại con sạc MBT nó biến áp thành dòng, nó sạc những cái tấm pin có áp cao này, sạc pin hệ 12V nó thì cái lúc mà đầy pin thì nó có thể là nó hiệu quả hơn là những cái dòng sạc BKM ha. Đó, tại vì những cái dòng sạc BKM này á, khi mà cái pin mình nó đói á, thì nó hút cái công suất tấm pin, làm cái áp pin nó tuột xuống nha. Mà đến khi cái pin của mình nó gần đầy rồi á, thì cái công suất của tấm pin, cái áp tấm pin nó mới lắng dần. Nó lắng dần, nó lắng cái áp pin nó càng lớn hơn thì cái dòng của cái công suất của pin nó, cái dòng nó nhỏ lại thì nó không có hiệu quả lúc sạc pin đầy là kết nối những cái sạc BKM ha. Đó thì được, đó được được, nhưng mà nó không có hay bằng những cái con sạc MBT đó, không hay bằng sạc MBT nha. Đó, còn cái vấn đề mà mình sử dụng cái những cái dòng sạc BKM, dòng sạc thường mà mình điều khiển những cái tấm pin có cái điện áp trên 40V nhưng mà phải dưới 50V nha. Trên 50V là nó cháy sạc á. Nó những cái con sạc BKM sạc sang thường ở điện áp nó nhận cao nhất là 50V thôi. Đó thì nó điều khiển được những tấm pin này sạc được nha. Đó, rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé. Xin cảm ơn anh nhiều. Rồi video của tôi đến đây á cũng xin tạm dừng, cũng còn rất là nhiều câu hỏi của anh em nhưng mà cái video đến đây đã dài rồi. Đó, những cái câu hỏi của anh em còn lại thì qua ngày mai tôi sẽ giải quyết hết nha. Còn hôm nay thì quá dài rồi anh em, tôi phải tạm dừng cái video này lại ha. Đó, rồi anh em xem video nhớ cho cái like nha. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để tiếp tục được anh em đồng hành cùng kênh Đam Mê Năng Lượng. Đó, còn anh em nào á, nếu mà tôi trả lời rồi á thì chiều anh em sẽ chiều nhận được cái tim hoặc cái lượt thích, thì anh em á đã biết rồi, đã biết là cái câu hỏi anh em á đã được tôi trả lời và giải đáp rồi ha, thì anh em vào xem. Còn những cái câu hỏi của anh em đặt ra trong hôm qua hoặc hôm nay mà chiều anh em chưa có nhận được cái quả tim á, nhận được cái lượt thích á, thì coi như là cái câu hỏi đó tôi chưa có giải đáp ha. Đó là như vậy nha, thì tôi cũng xin nói thêm phần này để anh em cứ bảo là hỏi cái người này mà hình như là không được trả lời ha. Cái này nó không phải, tôi rất là tôn trọng anh em, rất là trân trọng anh em, cái nào biết hay là không biết đều tôi phải nêu cái thông tin của anh em lên hết đó ha. Đó, nêu cái thông tin của anh em lên để cho anh em biết là đó thì cái vấn đề tôi nêu lên để cho anh em tham khảo qua và khắc phục những cái sự cố gì đó ha. Đó, và anh em cũng tìm hiểu thêm đó, mình sử dụng cái loại điện này mà đó, học hoài học mãi đó, học biết không biết chừng nào hết ha.
Rồi hồi nãy giờ dài dòng cũng nhiều rồi, xin chào anh em nhé.